anh em nhá. Trong clip ngày nay thì anh sẽ lên sóng giới thiệu đến các bác về những siêu phẩm loa đến từ hãng Motivity. Như ngày hôm qua ấy, thì bên em đã lên sóng và giới thiệu các bác về một công loa Motivity cập cảng bên em. Cụ thể thì ngày nay em đã đưa về khoa xưởng luôn nhá. Và đây những cặp loa Motivity nó đã rất nổi tiếng rồi, nó rất quen thuộc rồi với rất nhiều các bác đang dùng loa Motivity. Đây một dòng loa có thể cho bác vừa nghe nhạc chuyên sâu hay, đồng thời là karaoke hết sức tuyệt vời nhá. Và cũng là một phiên bản mới nhất của hãng mới đưa ra, mẫu phiên bản là 2023. Con này nó là model nó là MV12 Plus Bass 30 thép kèm nhá. Thì cái phiên bản này ấy, nó có rất nhiều sự nâng cấp so với phiên bản như MTV hoặc BHL nhá. Còn tuy nhiên cái bản BHL, bản MTV ấy, nó vẫn có những chất riêng của nó nhá. Nhưng đây là bản được nâng cấp sau một quá trình dài thu thập ý kiến phản ánh của khách hàng cũng như là của những nhà phân phối và của những người làm trực tiếp đã góp ý công ty để đưa ra những cái bản làm sao nó càng ngày nữa nhá, nó càng hoàn thiện hơn, nó càng chất chát hơn và nó càng hay hơn. Thì em sẽ cần nhá. Khi nói về dòng làm mô tí thì bác biết rồi, ở ngay từ những công tác đóng gói nhá, đóng gói hai bên này nó là chất chát rồi. Bây giờ nhập về nó là nguyên thùng cái kiện này mà nhé. Đấy. Và cái tỷ lệ lỗi của Long Mô Thí là 0% nhé. Tức là các bác có nhu cầu ấy, cứ alo điện là lắp luôn mà nhé. Gần như không có mình kiểm tra. Đấy. Motivity cũng nhá. MTV gạch ngang 12 Plus bắt 30 tem kẹt. Một con chim quen thuộc đúng không? Con chim bồ câu này. Thì với hãng Motivity, nó là một cái hãng rất nổi tiếng và có trang web độc quyền nhá. Trên khắp thế giới, anh em có thể truy cập trong web này www.motivity.com.cl. Đây là trang web của nó nhá. Thì các bác có thể là liên kết được rất nhiều các sản phẩm Motivity không có loa nhé, bàn mixer, đĩa bàn mixer số, đĩa bàn mixer số, Motivity không có loa nhé, bàn mixer, bàn mixer số, đẩy công suất lớn, loa sự kiện, loa hỏa tiễn, tức là vô vàn các loại về sản phẩm Motivity. Đấy. Và Motivity cũng là người sản xuất cho hãng Fuller nhá, và PV. Đấy. Hãng là đặt của Motivity nhá, đấy là sự thật như vậy. Và công ty của họ rất là lớn luôn, hàng hóa họ xuất từ 170 quốc gia. Và đây phiên bản mới luôn nhá, đấy, thùng gỗ rất chắc này, và ốc nó treo ngang, rất đẹp luôn nhá. Motivity và về mày một lúc, con này bác là rất điệu đúng không ạ, đẹp tròn, thùng rất là dày luôn nhá. Bây giờ em đã tháo ra các bác xem. Em mới tiến hành tháo một quả trực tiếp trong hộp ra để bác xem từ khâu đóng gói của hãng nó sẽ cẩn thận nào. Thực ra cái dòng loa Motivity thì bên em cung cấp quá nhiều nhá, nhưng em nói lại là tỷ lệ lỗi là gần như 0% này bác nhá, gần 0% luôn đấy. Tức là cứ bóc xốp các em, bóc xốp là chạy luôn bác nhá, bóc xốp chạy luôn này, xốp này, xốp xách của nó đấy, rất chắc chắn đúng không? Từ cái thứ bóng này này bác ấy nó khác hẳn này. Đấy, tay xách hỗ trợ cho các bác ở phía trên này rất sướng. Trong này thì có cả trung ẩm bác nhá, có táp lô này, có model loa này, có rất nhiều bác nhá. Đấy, hình thức đây, quay cái đít anh xem, quay đít xong tháo. Cái này nó điệu hơn nếu có cái tem cờ này, tem cờ gỗ rất chắc nhá, hỗ trợ giá treo ngang này, thẳng đứng này và ngang, giá ba chân dưới bác nhá, này đấy ba chân này, thùng gỗ cao cấp này. Thì cái đời này nó khác ấy, đời này khác, đời trước là cái hậu loa làm chìm ở trong này, khi bác du loa sắt tường đấy ok nhá. Model là MV12 Plus, công suất khởi động là 350W nhá, 8 ohm, tech logo Italia, nhập khẩu ý nhá, tem của hãng này. Cái dòng này thì bên em là những đại lý phân phối chính thức của miền Bắc rồi các bạn, cho nên là nó phải chuẩn 100% rồi. Đấy, tay sách trên này rất là điệu ngại luôn. Này hỗ trợ anh em cả giá treo của anh phòng hát tuyệt vời nhá. Đây phía trước nhá. Rồi bây giờ thành tháo anh, phải chuẩn bị cả dụng cụ. Đấy, tháo trực tiếp anh nhá. Anh em bác xem. Thì đây là những cặp loa phải nói là chơi phòng hát nó quá là cấp đó nhá. Tiếng của này ấy, bát của anh rất uy lực,
đánh uy lực nhưng nó mềm á nhá, nó rất là mềm. Khi anh em nghe nhỏ ấy thì nó có chất âm nó rất giống loa Mỹ, nó rất là mềm mại, nó mềm mại nhá, nó chi tiết, giải trung âm nó rất là ngọt và tép đánh nó sáng, nó mịn mà nhá, mà nó không bị chói. Đây này, ba này, nó trông có chất rồi, gân lụa tầm dầu 2 sóng đó. Thế mà nhìn cái từ cái chất liệu mà để chế tạo lên cái màng hoa nó rất là chắc chắn mà nhá. Và khi bác chờ đây, cái độ nhún này, những loa xịn ấy, độ nhún này rất là êm, giống như JBL, nó rất là êm bác nhá. Cho nên là cái bát ra bao giờ êm, lỗ thông khí phía trước và tất cả góc loa đều có ke sắt này, tiểu kèn này, bác xem, nó hệ chất luôn đấy. Cái căng nó rất là đẹp này, cái căng này, trong nó, trong này nó là mút đấy nhá, mút chắn bụi, cho nên là cái độ bền nó cao. Cái logo này là hình nó quay được 360 độ này, đúng rồi, quay được 360 độ nhá, logo này. Đấy, cho nên anh em trong ngang hay trong thẳng đứng gì đó thì cứ để chúng ta xoay cái logo này theo ý chúng ta nhé. Lần này cái hình thức nó rất là đẹp nhé, trang trí cái càng rất là đẹp. Đấy, rất đẹp luôn. Các bác nhìn kỹ đây, khá trực tiếp nhá. Thực ra con này thì hôm nay em với các bác là người đầu tiên được chiêm ngưỡng cái nội thất của nó. Nói chung là những dòng loa multi thì có thế, cái tình trạng mà thanh mỹ trên các kênh không có. May ra thì có những bác phải mua đơn nhỏ về thì ghép nó không lên trốn nó không hay thôi. Đấy, gặp một số anh em thợ thì đọc cái tên không vững mà làm sao đánh giá chứ đâu. Mà có ông đọc multi không đọc cũng đâu, măn đấy. Có ông đọc thì VVV thì bác nhớ rằng cái việc mà đọc cái tên không vững ấy, thì làm sao đánh giá luôn, đọc nó được đâu mà đánh giá chứ đâu. Đấy, tức là chưa qua là cái lớp cấp 1 đấy, đọc cho xong rồi đánh giá chứ đâu. Rồi bác nhá, thế này phải bát này, con này nó là xương cá rất đẹp nhá. Đấy, xương là đẹp này, nó cong. Đấy, nó cong. Tơ con này nó là từ 17 bác nhá, từ 17 này, Technology Italia nhá, Motiviti làm trầm rất là đẹp luôn, mã vạch nhá. Và những cái chỗ cắm loa này bằng đồng sáng quắc đúng không, bằng đồng sáng quắc đấy, họng 76. Có thấy đồ mới bao giờ cái nhện nó vàng luôn, vàng ươm luôn, bởi vì nó chưa có nhiệt tỏa ra nên nó vẫn là vàng nhá. Mình nhìn từ cái chống đồng của nó đây, đấy, chỗ đồng nó có theo đồng, nó đồng nguyên chất này, dây dợ nó chắc chắn này, nên là xương nó là xương nhôm thôi nhá, xương nhôm, họng 76 rất nét. Có những cái bát nó khôn chưa, đấy, cái xương nó to này, con này. Rồi về cái tép, nó tép BNC nhá. Này con này mã của nó là MH4A1008 Technology Italia nhá. Tép là từ 12, họng 4.4. Con này nó là tép BNC. Các bác biết rằng những cái dòng loa cao cấp như Lexo hay là Alam Sơn thì cũng vẫn cứ dùng cụ từ là BNC nhá. Các nhìn này, tắt từ cái loss, nó sáng, nó cong, nó quay sang nó cứ mở nhỉ, cứ mở nhỉ. Đấy, mà đây rất là chất lượng nhá. Đây là của bát này, lọc thùng thôi nhá. Là cái phần tần này thì đúng là hết chất, hết cái ok rồi. Nó to ngang với là cái loa nhá. Mà cái hay ấy, em nói rồi, tất cả các hãng nổi tiếng không thì cái đầu tiên bác nó phải cái phần tần. Đấy, phần tần này nó chống được cái bộ lão trái tim, cũng như đánh giá cái trình độ kỹ sư này, để nó phối tất cả cái lòng thùng với bát tép vào nhau để nó khớp với nhau. Khi nó pha trộn nhau nó tạo nó dẻo với nhau, nó chi tiết, nó tĩnh âm, nó không bị quá thừa, có thiếu gì. Và cái đồng này thì nó, cái vang gì nó đọc với nhá, mix gì cũng vào được, riêng multi sẽ tính lắm, mix gì cũng được, vang gì cũng được. Đấy, đây là lòng thùng với nhá, chắc chắn ốc thun dần hết 100% này. Đây là mẫu mới nhá, thì giá bây giờ em cũng công khai luôn để anh em phải nắm được cái tình của giá của hãng nhá. Thì những phiên bản mẫu mới này thì nó sẽ đắt hơn mẫu cũ tầm khoảng 2 triệu nhá, 2 triệu, tức là khoảng 14 triệu bao ship cho anh em. Đấy, còn các bác nào mua là những người mua đầu tiên đấy, trong 10 đôi bác nhá, trong 10 đôi đầu tiên thì bây giờ em sẽ có chính sách gọi là độc lái cho các bác. Đấy, sẽ giảm cho các bác để làm sao giới thiệu sản phẩm cho các bác, cũng như là tiếp thị cho các bác một cái sản phẩm cực kỳ hot và lúc nào cũng nóng, lúc nào cũng cháy tại thị trường Việt Nam. Đấy, vẫn là có nhu cầu thì hãy liên hệ với em theo số máy 0936 583 140. Thì với cái bản này bác nhá, nó là bản cao cấp thôi, cho nên là các bác đã dùng những cái bản như MTV 12 BL 12 thì bác biết rồi, nó quá hay đúng không. Và cái bản này nó còn nâng cấp hơn. Đấy, nó sẽ nhiều cái tính năng nó sẽ làm hơn nữa. Đấy, thì chắc chắn là các bác an tâm là sẽ không thể không hay đúng không, độ bền rất là cao bác nhá.
chế độ bảo hành của hãng là 2 năm. Đấy, anh em là có nhu cầu alo chưa? Còn cái loa này bác đánh đúng tải suất, đánh đúng công suất, em bao bác chọn lời luôn bác nhá, không còn hỏng. Và riêng về bảo hành ở hãng thế, nhưng về bảo trì cũng nhá, là bảo trì chọn lời cho bác. Đấy, cả khi nào em còn làm thanh cũng nhá, thì bất cả bác dùng 15, 25 thì em vẫn hỗ trợ bác một cách bình thường. Đấy, còn khi nào thì mình không làm nữa thì mình sẽ không giúp bác. Còn khi mà em làm thanh thì kể bác dùng 15, 20 năm sau có sự cố thì cứ quay lại bên em nhá. Rồi, anh em cảm ơn các bác theo dõi video nhá. Và chúc các bác có những trải nghiệm mới thật sự là thích thú và thỏa mãn được cái ý nguyện của mình chơi luôn.